Đây là bộ đôi đặc trị heo sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân không thể thiếu trong trang trại chăn nuôi. Khi các bác chăn nuôi heo mà gặp phải những cái trường hợp như heo nái, heo thịt, heo hậu bị, heo con bỏ ăn không rõ nguyên nhân, thì các bác hãy sử dụng ngay cho em Tuấn bộ đôi sản phẩm có sẵn ở trong trang trại, đó chính là dịch chiết Anazin với cái thành phần dịch chiết Anazin 50% cùng các cái chất kháng nhờn ở trong sản phẩm, và cái sản phẩm Cepfol A còng với thành phần là Ceftifur 10% cùng gentamicin và cùng các cái tá dược đặc biệt ở trong sản phẩm. Sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi sẽ giúp cho giải quyết heo ho sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân dứt điểm. Và đây là các cái phản hồi và các cái trang trại của bên em đã sử dụng cái sản phẩm rất là lâu năm và mang lại cái hiệu quả cao. Anh em mình chăn nuôi nên lấy dòng sản phẩm này là đặc trị bỏ ăn không rõ nguyên nhân rất chuẩn luôn. Một mũi là 2 giờ sau là biết lợn của mình. Em chăn nuôi vẫn dùng sản phẩm tốt tốt nha.